Thưa quý vị và các bạn, cùng với hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước, ngày 7 tháng 7 trên 8.000 thí sinh của tỉnh Yên Bái bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông năm 2022. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông năm 2022 và kỳ thi tuyển sinh trung học năm học 2022-2023 đã đi kiểm tra tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Trần. Đoàn đã đến kiểm tra các điểm thi tại trường Trung học phổ thông Nghĩa lộ, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông miền Tây, trường Trung học phổ thông Văn Chấn, Trung học phổ thông Sơn Thịnh với 49 phòng thi trên 160 cán bộ coi thi giám sát phòng thi tại các điểm thi đã chuẩn bị cơ sở vật chất thiết bị phương tiện đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc các nhà trường đã thực hiện hiệu quả kế hoạch dạy học ôn tập đánh giá xếp loại tổ chức đăng ký dự thi đồng thời động viên tinh thần tổ chức ôn luyện với nhiều hình thức và hỗ trợ tâm lý cho học sinh triển khai quán triệt quy chế thi đến phụ huynh và học sinh các điểm thi đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19, bố trí sắp xếp khoa học khu vực coi thi, phòng thi, phòng làm việc, phục vụ điểm thi, phòng bảo quản đề, bài thi, điểm thi dự phòng. Phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phương án ứng phó với thiên tai bão lũ. Qua kiểm tra thực tế tại các điểm thi, đồng chí Vũ Thị Hiền hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và kỳ thi tuyển sinh trung học năm học 2022-2023 đã đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của sở giáo dục đào tạo, các ngành địa phương trong việc triển khai các giải pháp đảm bảo tổ chức kỳ thi. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các điểm thi không được lơ là chủ quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, không để xảy ra sơ suất, thực hiện tốt việc hướng dẫn phổ biến quy chế thi để không có các trường hợp vi phạm quy chế thi. Các ngành chính quyền địa phương cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chủ động kịp thời ứng phó khi thời tiết diễn biến phức tạp. Cùng với đó đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm thi đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương quan tâm hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xa điểm thi tạo điều kiện cho các em có đủ nơi ăn nghỉ trong ngày thi tạo tâm lý thoải mái để đạt kết quả cao